将是你的新郎，从今以后他就是你一生的伴，他的一切都将和你紧密相关，福和祸都要同当。他将是你的新娘，他是别人用心托付在你手上，你要用你一生加倍照顾对待，苦或喜都要同享，一定是特别的缘分才可以一路走来变成了一家人。他多爱你几分，你多还他几分，找幸福的可能，从此不再是一新娘，她是别人用心托付在你手上，你要用你一生加倍照顾对待，苦或喜都要同享，一定是特别的缘分才可以一路走来变成了一家人。她多爱你几分，你多还她几分，幸福的可能，从此不再是一个人。今天是很特别的日子啦，那很开心，迪迪就是我们从台湾到这里，然后就是促成了这一段美好的那个姻缘。xin chào tất cả các ông các bà, các cô bác và quan viên hai họ. Và hôm nay á là một ngày rất là đặc biệt, và em trai, tức là đây là chị gái ạ.Em trai của chị đã có một cái cơ duyên để đến Việt Nam kết hôn. 那很开心，弟弟就是娶到了那个阿庄这么漂亮，然后又娴熟的新娘子。và chị cũng là chị cũng rất là vui, và hôm nay thì là em trai của mình đã cưới được Trang, một người rất là xinh đẹp và hiền lành. 对，那两个小宝贝真的也很可爱，那我们也都很喜欢。và có hai bạn nhỏ đấy cũng rất là ngoan dễ thương, và cả gia đình thì đều rất là yêu quý hai bạn nhỏ. 啊，所以妈妈可以放心把那个阿庄交给弟弟。那如果阿庄有到台湾的话，我们也一定都很疼爱他。và mẹ của Trang ấy thì bác cũng yên tâm là giao Trang cho gia đình bên nhà trai, và khi mà Trang đến Đài Loan thì gia đình cũng yêu thương.Trang như là mẹ của Trang yêu thương Trang vậy đó. Dạ. À, 相信弟弟一定会让阿庄幸福，然后如果他欺负阿庄的话，我们都会看着。đó. Và em trai của chị đấy cũng mang những cái niềm hạnh phúc và cũng bảo vệ Trang. Và nếu như mà đến Đài Loan ấy mà em ấy mà có bắt nạt Trang ấy thì yên tâm là sẽ có gia đình rồi bảo vệ Trang rồi. Thế nên là cả nhà không phải lo ạ.啊，最后就是祝他们两位就是永浴爱河，白头偕老，那就是牵手走一辈子。对。và cuối cùng thì là chị gửi lời chúc đến vợ chồng A Yéo và Trang có trăm năm hạnh phúc và sống đến đầu bạc răng long.
vâng, cảm ơn ạ, sẽ cảm ơn mọi người. Dạ vâng, xin được gửi lời cảm ơn đến những lời rất hay và đầy ý nghĩa của chị gái của chị rể. À, vâng, và ngày hôm nay thì xin trân trọng kính mời bác đại diện cho con viên họ nhà gái lên phát biểu và có đôi câu và cũng như là chấp nhận lễ của nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Xin cảm ơn họ nhà trai và đại diện cho họ nhà trai là chị gái của chú rể cũng có đôi lời phát biểu và cảm ơn rất là hay, chúng tôi đánh giá rất là cao và cả gia đình nhà ta sẽ tặng nhà trai cũng như là chị gái đại diện cho chú rể một tràng pháo tay lớn hơn đó. Vâng ạ, chúc mừng新娘的代表，他就是刚刚我们新郎代表来上台讲，他们表示感谢我们，让我们就是感谢，然后就是给那个新娘家人鼓励。Hôm nay là hai gia đình đã chọn được cái ngày giờ rất là đẹp, đặc biệt là cái thời tiết hôm qua.Ngày hôm nay đã đón được cái không khí lạnh ấy, một cái đặc trưng của mùa đông và thời tiết hôm nay thì tôi nghĩ là rất là ủng hộ của hai vợ chồng ta. Thế thì ngày giờ đẹp cũng, trong cái buổi ngày hôm nay cũng chuẩn bị đến, đặc biệt là cái không khí chuẩn bị cho cái buổi sáng ngày hôm nay cũng tôi thấy cũng rất là rực rỡ và long trọng. Thì cũng chúc cho các cháu trong năm hạnh phúc cũng như là hai gia đình có tâm đồng ý hợp.Cũng mong muốn được cái viên mãn thành công của cô dâu và chú rể và đặc biệt là cái sự chăm sóc của nhà trai ở bên đó rất là nhiệt tình. Thì sau này cháu Trang về bên đó thì có những cái gì còn thiếu sót thì cũng mong là đại gia đình nhà trai bên đấy và hướng dẫn và bảo ban cháu để cũng thành công hơn. Và cuối cùng cũng chúc hai gia đình hạnh phúc và hai cháu là hạnh phúc và bạn nhân long và xin cảm ơn ạ. Được. Hello.刚刚就是新娘代表他们说就是昨天我们就天气比较热，然后刚好今天就是比较凉一点，对，然后是好的日子。他的意思就是我大概讲哈，就是今天是好的日子，阿川跟黄瑶结婚，然后他也是祝他们两个百年好合。然后刚刚我们讲就是他来台湾是有我们家庭保护了，所以他也很放心，对，也感谢就是你们给阿庄的关怀，然后就是表示感谢。这个朋友的妹子就是你卷其实狗爱迎đón nhận cơ chầu xì dâu。微风吹来浪漫的气息。
圣，我们在上帝和亲友面前见证，这对男女现在就要结为夫妻，不要忘了这一切是多么的神圣，你愿意生死苦乐永远和他在一起，爱惜他，尊重他，安慰他，保护着他，两人同心建立起美满的家庭，你愿意这样做吗？ Yes I do。 听我说，手牵手一路到尽头，把你一生交给我，昨天你是过去。今天你要嫁给我，今天你要嫁给我，今天你要嫁给我，今天你要嫁给我。关键好你猜我录的歌高这么久没来，我会去找音乐。今天谢谢就是那个小庄的朋友还有邻居，然后一起来参加我们家弟弟的那个结婚喜宴。Xin chào tất cả các ông, các bà và các cô bác quan viên hai họ. Hôm nay đã đến dự cho cái ngày vui của Hoàng Diếu và em Trang. À, 相信他们一定会很幸福的. Và đó là một điều rất là hạnh phúc ạ. 那大家也放心，那个小庄把就是。把小庄交给我们那个，交给我弟弟，那我们一定会就是盯着他，不会让他欺负小庄的。và các ông các bà cùng với bố mẹ thì cũng yên tâm một điều là khi mà Trang lấy về nhà anh chị thì anh chị yên tâm một điều là sẽ không để cho chú rể có nghĩa là không để cho chú rể là bắt nạt cô dâu đâu ạ. Và mọi người yên tâm một điều là như thế. 那就是希望他们就是可以一直幸福到老，对。và hy vọng là hai người sẽ sống đến đầu bạc răng long. 啊，谢谢你们。啊，cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời quý vị lúc một tràng vỗ tay của mình ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, vừa rồi là những lời phát biểu đến từ đại diện quan viên họ nhà trai rất là có ý nghĩa và cũng như là rất sâu sắc, và cũng như là một lời cam kết chính thức để cho đôi bạn trẻ được gắn kết tình nghĩa phu thê. Vâng, và ngay sau đây xin trân trọng mời bác đại diện quan viên họ nhà gái có đôi câu đáp từ. Trân trọng kính mời ạ. Xin cảm ơn các cô công các bà quan viên hai họ cùng vui hôm nay. Thay mặt cho nhà gái, tôi được sự phân công này rất là cảm ơn sự nhiệt tình và lòng nhiệt của họ nhà trai từ Đài Loan đến đây ạ. Và xin cảm ơn nhà trai. Cảm ơn, 就是那个新郎的家人从台湾呢辛苦来到我们越南这边，然后感谢他们，感谢你们的那个心意。Hôm nay thì thời tiết cũng rất là đẹp, cũng là cuối thu và sang đầu đông thì gia đình tổ chức cho hai cháu, cũng chúc phúc cho các cháu, và đặc biệt là được sự đồng ý của hai chính quyền địa phương cũng như là đồng thuận nhất trí của hai gia đình và tình yêu của hai cháu, thì cũng rất là cảm ơn tất cả các cô công các bà, các bạn trẻ thanh niên nam nữ cùng quan viên họ trong hội hôn ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một sức khỏe và bữa tiệc ngon miệng. Kính chúc hội hôn và các cháu thành công cũng như là trong năm hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn. Và 今天是美好的一天，然后今天就是两边家庭同意让他们办今天的婚礼，然后就是祝福两位把百年好合，然后祝各位幸福美满这样子，谢谢。那四百公里让我们加火带。写一首歌里慢慢的爱我唱的歌，就写给你一个人，你让我知道原来情歌所以动人，因为有爱进行着。关于你的歌写着，后来我们一遍遍唱着，未来更多可能。关于你的歌写你单纯天真，看着你静静那种眼神就会让我好心疼，爱在沸腾，我们可以漫步在每个清晨黄昏，我们可以爱
爱的神，最希望让你快乐，拥抱你的灵魂，一个我爱的女人。Xin được chào quý vị, tôi đôi lời để gửi tới tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. So, nếu có gì muốn nói với Trang Xuân, tôi muốn xin chào tất cả các quý vị đang có mặt ở đây. Chú rể có một lời muốn nói với người vợ, tức là Trang đã rất vất vả trong cái cuộc sống này, còn phải nuôi cả hai con nhỏ nữa. 我以后就是希望跟这些小孩子就是可以，还有小庄三个人可以开心的一起生活。Và anh cũng hy vọng một điều là sau này Trang cũng như là hai người con của Trang sẽ cùng với lại anh sống vui vẻ hết cái quãng đời còn lại, cả cuộc đời.这些小孩子也很乖，我也很喜欢，然后他们也很喜欢我。嗯，hai bạn nhỏ thì rất là ngoan, rất là vui, và anh rất là yêu quý hai bạn nhỏ, và hai bạn nhỏ thì cũng rất là yêu quý anh ấy. 所以我一定会陪伴大家快乐成长。Và anh nhất định anh hứa một điều là anh sẽ cùng với lại cha và hai con nhỏ sống một cuộc sống vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người.Rồi, xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật là nhiệt để dành tặng cho chú rể ạ. Sẽ còn ngày vui với hai con, mẹ hạnh phúc, đi sự mừng chúc phúc để xem khi con không mẹ chẳng già, ước sâu hiện tại như là biển đông. Hai tay sang chén sự mừng kính mời cho mẹ khi là một chúng con. Vâng, và ngày hôm nay niềm vui và hạnh phúc ấy đã được những người cha mẹ cũng đã có công và vun đắp tình yêu của đôi bạn trẻ, và cũng như là chúng ta cùng chút lo liệu cho hai con của mình trong ngày vui tươi hôm nay. Vâng, và mẹ cũng có một món quà yêu thương dành tặng cho con gái của mình, để con gái của mình làm kỷ vật, và cũng như là làm một món quà để sau này có thể lo cho con gái của mình. Và cũng như là con cũng là cảm ơn mẹ rất là nhiều, người rất là vất vả đã nuôi con khôn lớn và cũng dành tặng. Vâng, và ngày hôm nay thì ngày vui của hai con thì mẹ của chú rể cũng có một món quà yêu thương dành tặng cho cô con dâu và con trai yêu quý của mình. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ cũng là người rất là vất vả đã sinh ra con và cũng nuôi con đến ngày khôn lớn và trưởng thành, và cũng nhờ đứng ra lo liệu mọi thủ tục và cũng như là những điều cần thiết nhất cho ngày lễ vui tươi hôm nay. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Xin cảm ơn. 睡不着，但想象总比现实美好。我想快乐并不在于他爱不爱我，而是等待的过程，好像小时候数着日子，等待郊游的那一天。如果有一天我回到从前，回到最原始的我，你是否会觉得我不错？如果有一天我离你遥远，不能再和你相约，你是否会发觉我已经说再见？当你的眼睛眯着笑，
喝可乐，当你找我想对你好，你从来不知道想你想你也能成为嗜好。啦啦啦